Chào mọi người nha, đây là một trong những dòng sản phẩm gel dưỡng môi trị thâm loang của đơn vị Mỹ Hương nhé. Đây là một trong những sản phẩm mà chị em nào mà khi mà chúng ta đã, phun sâm xong ấy và môi của chúng ta đã bong cái lớp vảy thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Với sản phẩm này thì sẽ giúp cho sản phẩm này thì 100% là được sản xuất từ thiên nhiên, giải quyết mọi vấn đề cháy te, xỉn màu, loang màu, giúp tan bầm, chống thâm, loang, kích lên màu đậm và tươi hơn, làm đều màu môi, chống nứt nẻ, chống nhăn niêm mạc môi, dưỡng môi mềm, mịn và bóng. Đây, và có hướng dẫn sử dụng. Đây là bên trong của sản phẩm nhé. Đây. Chị em nào mà có nhu cầu mua sản phẩm này thì liên hệ nhé. Sẽ bóc ra nhé cho mọi người xem cái chất lượng bên trong. Rất là mềm nhé mọi người nhé. Đây. Rất là mềm luôn.